Đâu vậy? Cái nhựa đâu? Năm nay chưa rút kinh nghiệm cô đi làm nữa ở nhà. Năm nay đi thổ bếp thôi. Ôm được một cái ra tháng khai trương ở chỗ Nam. Không thế nào, phải có kinh nghiệm. Bếp giờ nó thổ quán 2-3 triệu, biết mình ôm cho người làm. Không thì quê thì mình nên set up các thứ là mình sẽ chạy nó toàn bộ từ menu đến hết. Mình đứng cuối nó. Mình không dành thời gian đến một ngày chỉ đến 1-2 tiếng thôi. Mình làm cái đó. Kể cả một bếp lấy 4-5 triệu được. Đó cũng nhiều. Hay là hoàn. Chẳng ngon đâu. Kiểu vào phải tính tự cốt, chịu trách nhiệm hết cho nó xảy ra đề gì là mất tiền nên mà nó ngon. Đại khái quân của mình phải đảm bảo được trong đấy. Đợt này có 4 thằng.